40 là số lượng các ngân hàng nhỏ lẻ tại Trung Quốc đã biến mất chỉ trong vòng có một tuần do bị các ngân hàng lớn thâu tóm hoặc tuyên bố giải thể. Vốn tưởng đây chỉ là hiện tượng cá lớn nuốt cá bé thường thấy trên thương trường. Thế nhưng, nếu đào sâu vào gốc rễ vấn đề, ta có thể nhận thấy rằng sức khỏe ngành tài chính của Trung Quốc hiện nay đang ở tình trạng đáng báo động. Hàng loạt những cơn bão càn quét thị trường tài chính, ngân hàng của nước này. Bốn ngân hàng lớn nhất tại Trung Quốc gồm có Ngân hàng Công Thương Trung Quốc ICBC, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc CCB, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ACB và Bank of China BOC đồng loạt thông báo nợ xấu đang tăng vọt, lên đến 1.230 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 170 tỷ đô. Nó tăng tới 10% so với năm ngoái. Trong số đó, nợ xấu liên quan tới bất động sản là 183,9 tỷ nhân dân tệ, đã tăng 3 tỷ nhân dân tệ so với một năm trước. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đứng trước nguy cơ nổ tung sau khi thông báo nợ xấu tăng 43,3%. Ba ngân hàng hàng đầu khác có mức tăng nợ xấu ở mức từ 1,25% đến 12%. Trung Trư là một ông lớn trong ngành công nghiệp ngân hàng ngầm của Trung Quốc, có giá trị lên tới 3.000 tỷ đô, tương đương quy mô nền kinh tế nước Pháp. Và ngân hàng này cũng đã đệ đơn phá sản do không thể trang trải được các khoản nợ đáo hạn và tài sản của công ty không đủ để trả hết nợ. Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc cũng đã sa lầy vào khủng hoảng vào năm 2021. Và giờ đây, nó lan sang cả các ngân hàng lớn của nước này. Vậy thì ngành ngân hàng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này nên làm thế nào để vượt qua cơn bão này đây? Chào mừng đến với Battlecry Khám Phá. Tác động tới nền kinh tế Trung Quốc như thế nào? Đã có tới 40 ngân hàng tuyên bố phá sản. Nhưng giới chuyên môn thì cho rằng trước tình hình thị trường đầy biến động như hiện nay thì rất có khả năng con số này sẽ còn chưa dừng lại. Và khi các ngân hàng lũ lượt rơi vào tình trạng nguy hiểm, thậm chí là giải thể, thì ngân hàng nhà nước phải gánh thanh khoản từ các ngân hàng này, nên chính sách cho vay doanh nghiệp cũng sẽ bị siết chặt. Và điều này thì có nghĩa rằng doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận vốn, vì một lẽ đơn giản, các ngân hàng sẽ thận trọng hơn trong việc phê duyệt các khoản cho vay. Các điều kiện vay sẽ trở nên khắt khe hơn, yêu cầu nhiều tài sản thế chấp hơn, và lãi suất thì cũng sẽ có xu hướng tăng lên. Sự siết chặt này đã khiến cho thị trường đầu tư trong nước trở nên ảm đạm hơn. Các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thường phải phụ thuộc vào vốn vay để duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất. Và khi họ không thể tiếp cận được vốn, thì nhiều doanh nghiệp sẽ buộc phải trì hoãn hoặc cắt giảm các kế hoạch đầu tư, dẫn tới sự chững lại trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Và hệ quả là niềm tin của nhà đầu tư và môi trường kinh doanh cũng sẽ suy giảm. Nó tạo ra một vòng lặp luẩn quẩn có thể khó tháo gỡ trong một thời gian ngắn. Và tất cả những yếu tố này đã góp phần kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm sút. Khi đầu tư giảm sút, sản xuất chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó nó sẽ dẫn tới tình trạng thất nghiệp gia tăng và tiêu dùng sẽ sụt giảm. Và điều này không chỉ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp mà nó còn tác động trực tiếp tới đời sống của người dân và gây ra nhiều hệ lụy tới xã hội. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực đầu tư, sự sụp đổ một cách thần tốc của 40 ngân hàng Trung Quốc cũng đã khiến cho niềm tin của người dân Trung Quốc vào ngành ngân hàng của họ giảm sút nặng nề. Sự sụp đổ của nhiều ngân hàng đã tạo ra tâm lý ngại đầu tư trong cộng đồng. Nó khiến cho người dân trở nên thận trọng hơn trong việc sử dụng vốn. Họ lo ngại về khả năng bảo toàn tài sản, dẫn tới việc trì hoãn các quyết định đầu tư. Niềm tin vào hệ thống ngân hàng cũng đã bị xói mòn, khiến nhiều người nghi ngờ về sự an toàn của tiền gửi và lựa chọn các hình thức lưu giữ tài sản khác như đổ vào vàng. Và điều này dẫn tới sự e ngại khi gửi tiền tiết kiệm, khiến cho lượng tiền gửi sụt giảm. Và lượng tiền gửi sụt giảm thì lại tiếp tục ảnh hưởng tới thanh khoản của ngân hàng. Và khi không đủ vốn, ngân hàng sẽ tiếp tục khó khăn trong việc cho vay và làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn của nền kinh tế. Nói tóm lại, tâm lý ngại đầu tư và mất niềm tin vào ngân hàng không chỉ tác động tới từng cá nhân mà nó còn ảnh hưởng sâu rộng tới chuỗi vốn và sự phát triển của cả nền kinh tế. Sự kiện 40 ngân hàng Trung Quốc sụp đổ hàng loạt không chỉ là một cú sốc tạm thời mà nó còn có thể gây ra những biến động lâu dài trong nền kinh tế. Để phục hồi, cần phải có những biện pháp khẩn cấp và hiệu quả từ chính phủ và ngân hàng nhà nước Trung Quốc nhằm khôi phục lại niềm tin của người dân và các doanh nghiệp, đồng thời tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi trong tương lai. Thế nhưng,
Cú sốc 40 ngân hàng nhỏ lẻ bị bốc hơi, chưa kịp qua đi, thì một cơn bão khác lại ập tới. Trung Trư là một ông lớn trong ngành công nghiệp ngân hàng ngầm của Trung Quốc. Trị giá của nó lên tới 3.000 tỷ đô, tương đương với quy mô nền kinh tế Pháp. Ngân hàng này đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản để thanh lý tài sản sau khi không thể trang trải được các khoản nợ đáo hạn và tài sản của công ty thì không đủ để trả hết nợ. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bất động sản ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chưa có hồi kết, trước khi đổ nợ, Trung Trư đã bất chấp tình hình bất ổn của ngành bất động sản mà tham gia vào nhiều lĩnh vực bất động sản của nước này. Trung Trư thậm chí còn huy động vốn từ nhà đầu tư rồi cho vay lại, trong đó thì có nhiều khách hàng là doanh nghiệp địa ốc. Những ngân hàng ngầm như Trung Trư thường sẽ thu hút được tiền gửi của người dân rồi cấp vốn vay, rồi đầu tư vào ngành bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu hay hàng hóa cơ bản. Trong những năm gần đây, trong khi các đối thủ của Trung Trư cắt giảm rủi ro vì e ngại bong bóng bất động sản, thì công ty này cùng với các công ty con của mình, nhất là Trung Rung International Trust, vẫn tiếp tục cấp vốn vay cho các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn, rồi thâu tóm tài sản của những công ty như China Evergrande Group, gã khổng lồ bất động sản đã vỡ nợ, phá sản và đang phải đối mặt với nguy cơ giải thể. Và kết cục ảm đạm cho Trung Trư đã làm gia tăng mối lo ngại rằng cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc có thể lan rộng sang lĩnh vực tài chính. Hơn 3/4 số tiền mà các nhà đầu tư rót vào Trung Trư sẽ không thể nào lấy lại. Chỉ có khoảng 100 tỷ nhân dân tệ tài sản, tương đương với khoảng 14 tỷ đô trong tổng số nợ 460 tỷ nhân dân tệ là có khả năng thu hồi được. Các công ty quản lý tài sản dạng ngân hàng ngầm ở Trung Quốc như Trung Trư thường hoạt động với sự giám sát lỏng lẻo hơn nhiều so với các ngân hàng thương mại. Vụ việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh với các nhà đầu tư giàu có của Trung Quốc muốn tìm kiếm lợi nhuận cao ở những sản phẩm đầu tư được cung cấp bởi những tổ chức tài chính chịu sự điều tiết lỏng lẻo như Trung Trư. 200 tỷ nhân dân tệ tài sản còn lại của Trung Trư nếu đem bán thì chỉ có thể mang lại tối đa là khoảng 100 tỷ nhân dân tệ để trả cho các nhà đầu tư như mình đề cập ở trên. Như vậy thì các nhà đầu tư chỉ có thể lấy lại khoảng 23% số tiền đã rót vào công ty này. Nếu tính theo mức trung bình của tổng số nợ là 420 đến 460 tỷ nhân dân tệ mà Trung Trư công bố, thì tỷ lệ thực sự của số nợ thu hồi được có thể còn thấp hơn nhiều. Đi tìm nguồn gốc của cuộc khủng hoảng. Trước hết thì phải hiểu rằng 40 ngân hàng này nằm trong số 3.800 ngân hàng nhỏ khác nằm rải rác khắp các vùng nông thôn của Trung Quốc. Tuy chỉ là những ngân hàng có quy mô nhỏ, nhưng tổng tài sản của tất cả các ngân hàng này cũng có trị giá lên tới 7.500 tỷ đô. Nó chiếm tới 13% toàn bộ hệ thống ngân hàng của Trung Quốc. Vì vậy, khi sự kiện này nổ ra, nó đã khiến cho không ít người dân Trung Quốc bất an về hệ thống ngân hàng của quốc gia này. Ngành bất động sản của Trung Quốc với mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính cực kỳ lớn, nó đã lâm vào khủng hoảng thanh khoản từ năm 2020. Các vụ vỡ nợ của doanh nghiệp nhà đất Trung Quốc từ năm 2021 đã cản trở tăng trưởng kinh tế nước này. Nên nguồn cơn chính của cuộc khủng hoảng này cũng chính từ sự gia tăng đáng kể của nợ xấu, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, nơi mà nhiều ngân hàng như Trung Trư vẫn bất chấp đầu tư vào các dự án kém khả thi. Thậm chí, một số ngân hàng nhỏ đã tiết lộ rằng sổ sách của họ có tới 40% là nợ xấu. Bên cạnh đó, thì việc quản lý tài chính yếu kém và việc lơ là trong kiểm soát rủi ro đã dẫn tới sự bất ổn định trong hoạt động của các ngân hàng. Và sự kiện này thì nó không chỉ ảnh hưởng tới các khách hàng cho vay mà còn tạo ra làn sóng hoảng loạn trong thị trường tài chính. Người dân thì bắt đầu rút tiền ồ ạt, dẫn tới tình trạng mất thanh khoản trầm trọng. Chính phủ Trung Quốc đã phải can thiệp khẩn cấp. Họ phải thành lập một quỹ cứu trợ và triển khai các biện pháp tái cấu trúc để ổn định lại hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng lớn của Trung Quốc chủ yếu là do nhà nước sở hữu, nhằm giúp cho nhà nước dễ điều tiết nền kinh tế và thực hiện các chính sách tài chính. Việc kiểm soát này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho hệ thống mà còn tạo điều kiện cho chính phủ can thiệp kịp thời trong các tình huống khẩn cấp. Cùng với đó là đảm bảo lợi ích cho người dân, đặc biệt là trong những trường hợp xấu nhất, đó là một ngân hàng phá sản hoặc bị sáp nhập như các sự kiện mình nêu ở trên. Việc này đảm bảo cho nguồn tiền của người dân gửi cho ngân hàng không bị mất đi khi một ngân hàng sụp đổ. Thế nhưng thì chính sách này cũng đã khiến cho không ít các ngân hàng
và người đi vay bất chấp đầu tư vào những dự án có rủi ro cao, vì họ tin rằng rồi thì chính phủ sẽ cứu họ mà thôi. Họ đã đổ xô mua trái phiếu của chính phủ Trung Quốc dài hạn kể từ tháng 1, khi họ cho rằng tài sản này là nơi trú ẩn an toàn trước cơn suy thoái của thị trường chứng khoán và lĩnh vực bất động sản. Và chính những điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu của chính phủ Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên, khiến cho gánh nặng thanh khoản ngày càng đè nặng lên vai của 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Trung Quốc. Và nếu như những sự kiện kiểu như thế này vẫn cứ tiếp diễn trong thời gian dài, thì rất có thể hệ thống cứu trợ tài chính của chính phủ Trung Quốc rồi cũng sẽ bị quá tải, bị đình trệ mà thôi. Và nếu như điều đó xảy ra, nó sẽ làm mất đi tính ổn định toàn bộ ngành tài chính và dẫn tới sự bất ổn trong xã hội. Bên cạnh đó, phía Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, họ cũng nhận định rằng vụ việc này là hệ quả của xu hướng các ngân hàng cấp vùng chuyển sang mua trái phiếu chính phủ dài hạn, thứ mà vốn rất dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động về lợi suất. Dấu hiệu xấu đầu tiên, nó thể hiện ở việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của chính phủ Trung Quốc khi tỷ lệ nghịch với giá đã giảm xuống khoảng 2,5% trong tuần vừa qua. Đây là mức thấp nhất trong 2 thập niên. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Trung Quốc cũng chạm mức thấp kỷ lục là 2,2% trong tháng 3. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, các ngân hàng nhỏ lẻ đã đổ xô đi mua trái phiếu của chính phủ với tổng trị giá là 400 tỷ đô. Trong khi đó thì các ngân hàng lớn của Trung Quốc đã bán ra 220 tỷ nhân dân tệ trái phiếu trong cùng thời điểm này. Và khi giá trái phiếu giảm đột ngột, các ngân hàng nhỏ lẻ sẽ bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì vốn và thanh khoản của họ. Nó kéo theo sự sụp đổ của một số tổ chức tài chính. Ngoài ra thì phía nhà nước Trung Quốc cũng đang phải thực hiện các chiến dịch truyền thông nhằm khôi phục lại niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính của quốc gia. Cuộc khủng hoảng này không chỉ là một bài học đau đớn cho ngành ngân hàng Trung Quốc, mà còn đặt ra nhiều thách thức cho tương lai của nền kinh tế Trung Quốc. Nguyên nhân có phải do phía Mỹ? Theo một vài chuyên gia kinh tế, sự khủng hoảng ngành ngân hàng này có sự tác động từ sự căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang ngày càng leo thang. Khi mà mới đây, vào hôm 6 tháng 7, Mỹ đã bắt đầu khai hỏa lệnh gia tăng thuế cho các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, và con số Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc là 25%. Trong đó thì phải kể tới một số mặt hàng phổ biến như chip máy tính, sản phẩm y tế, thép hay nhôm. Đặc biệt là thuế xe điện đã tăng gấp 4 lần và lên mức hơn 100%. Và 40 ngân hàng đồng loạt tuyên bố phá sản. Đây là một con số chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay những năm 1980 và những năm 1990. Điều này được cho là bị ảnh hưởng từ việc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục diễn ra, cùng với Mỹ là khối đồng minh EU của họ. Khi mà từ trước tới nay, quan hệ giữa Mỹ, EU và Trung Quốc luôn ở giữa ngã ba đường, thì giờ đây EU dường như đang nghiêng dần về phía Mỹ. Châu Âu đã mới đây vừa ra quyết định tăng thuế hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào các nước EU, đặc biệt là thuế ô tô điện. Ba công ty xe điện nội địa của Trung Quốc đang có thị phần lớn nhất ở châu Âu, bao gồm có BYD, Geely và SAIC, sẽ bị áp mức thuế lần lượt là 17,4%, 20% và 38,1%. Nó cao hơn rất nhiều so với chỉ 10% ở giai đoạn trước. Theo tính toán của tờ Reuters, dựa trên dữ liệu thương mại năm 2023 của EU, thì các mức thuế kể trên sẽ khiến cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc họ sẽ mất thêm hàng tỷ euro chi phí bổ sung trong thời điểm nhu cầu đang chậm lại và giá bán nội địa thì lại giảm. Điều này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế và nền tài chính của Trung Quốc. Vụ việc này là minh chứng cho cuộc chiến thương mại này. Nó không chỉ gây ra những xáo trộn trong thương mại, mà còn làm suy yếu đi nền kinh tế Trung Quốc, dẫn tới sự gia tăng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Sự giảm tốc trong tăng trưởng kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng chi trả nợ của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, khiến cho họ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động. Việc áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc từ phía Mỹ đã làm cho nhiều doanh nghiệp mất đi thị trường, đồng thời làm giảm doanh thu và lợi nhuận. Điều này đã kéo theo một vòng luẩn quẩn, đó là doanh thu giảm dẫn tới việc không thể trả nợ, từ đó thì làm gia tăng tỷ lệ nợ xấu trong ngân hàng. Hơn nữa, tình hình tài chính của các ngân hàng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi áp lực cạnh tranh
từ các tổ chức tài chính nước ngoài, khiến cho họ càng khó khăn hơn trong việc thu hút khách hàng và duy trì lợi nhuận.